Kính thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta xem video trên YouTube thì thường xuất hiện rất là nhiều cái quảng cáo. Tuy nhiên cái nguồn quảng cáo đó chính là cái nguồn thu nhập của cái người làm YouTube, nhưng mà đôi lúc nó gây phiền hà cho chúng ta đó quý vị. Thì để khắc phục cái tình trạng này thì có một cái phần mềm xem YouTube trên điện thoại của chúng ta, là xem YouTube trên điện thoại mà nó không có quảng cáo. Nghĩa là trong những cái trường hợp mà chúng ta không muốn xem quảng cáo thì chúng ta có thể đó là sử dụng cái phần mềm đó. Và đó là phần mềm nào? Thì ngày hôm nay mình xin hướng dẫn quý vị và các bạn cũng như chia sẻ về cái phần mềm đó. Thì chủ đề của clip ngày hôm nay đó chính là xem video trên YouTube mà không có quảng cáo. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi các bước mình thực hiện và các bạn hãy làm theo. Nếu như các bạn mà muốn là không muốn những cái quảng cáo xuất hiện trên đó là video mình xem. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vậy giờ các bạn, để mà xem YouTube không quảng cáo, xem video trên YouTube mà không quảng cáo thì chúng ta sẽ làm như thế này nè quý vị. Đầu tiên chúng ta sẽ đó là mở cái đó là cửa hàng CH Play lên. Trên iOS thì chúng ta mở đó là App Store lên. Sau đó chúng ta sẽ là gõ vào ô tìm kiếm cái chữ đó là Pua Chu Be. Pua Chu Be đây. Chữ thế này nè quý vị, Pua Chu Be khóa AD cho video đó. Sau khi mà quý vị đó là mở lên thì quý vị cài đặt cho mình cái phần mềm này, đợi một chút xíu cho là nó sẽ cài đặt. Quá trình cài đặt của chúng ta thì phần mềm này nó cũng nhẹ quý vị, nó chỉ có mười mấy 20 MB thôi, tất cả các máy đều xài được. Rồi sau khi cài xong thì là cái giao diện của nó thế này, mình mở lên đây. No video ad đó. Rồi chúng ta sẽ nháy vào màn hình. Rồi tiếp. Sau đó chúng ta sẽ chọn là tiếp. Cuối cùng đó là bắt đầu. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là cái giao diện của Pua Chu Be đó. Nó hoàn toàn đó là giống như giao diện của YouTube, không có gì khác hết đó. Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm. Nghiên cứu và chia sẻ, đây là kênh của mình. Mình sợ bản quyền cho nên mình đây. Quý vị thấy có rất nhiều video mình xem thì không bao giờ có quảng cáo. Nè, đã chặn quảng cáo cho bạn nè. Nó nói đã chặn quảng cáo rồi. Xin chào quý vị và các bạn. Rất là vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một cái clip tiếp theo của mình. Xin chào quý vị. Thì cách xài của nó thì nó cũng y chang luôn. Y chang là YouTube gì đó quý vị, không có cái gì mà khác hết trơn á. Cách xài của nó thì hoàn toàn giống ha. Và đặc biệt một điều là nó không có quảng cáo. Quý vị bấm vô bất cứ clip nào nó không có quảng cáo hết trơn á, nó chặn cho mình hết trơn à. Đó. Đó mình review cho mấy bạn xem đó là các là clip không hề có quảng cáo. Rồi mình sẽ tìm một cái bài nhạc nào đó, kênh đi, nhạc không bản quyền đi. Nhạc không bản quyền nè. Đây. 1 triệu lượt xem, cái này là có quảng cáo nè, nhưng mà khi mà vào là này thì nó không có quảng cáo. Ha. Hát luôn, không hề có quảng cáo ha. Nó cũng y chang là nền tảng YouTube của chúng ta quý vị, không hề có quảng cáo. Và nó còn có một cái tính năng nữa mình xin giới thiệu luôn đó quý vị, nghiên cứu và chia sẻ của mình đi, đó là chúng ta có thể nghe được nền. Chúng ta có thể nghe nền được. Ở đây nó có một cái nút được gọi là nghe nền quý vị, các bạn nhấn vào đây nó phát nền. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi mà chúng ta sẽ tắt đi thì chúng ta vẫn còn nghe được đó. Nói cái gì đó, chúng ta khi mà chúng ta tắt thì chúng ta vẫn còn nghe được kết nối wifi internet ha. Nhưng mà chúng ta không biết cách. Rồi chúng ta sẽ nghe được nền, nó hay hơn là cái YouTube của chúng ta. Rồi thì vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị một cái phần mềm
và để mà chúng ta đó là xem YouTube mà không có hề có quảng cáo ha, đó chính là phần mềm đó là PureTube. Nếu như quý vị mà còn đó là thắc mắc hoặc là mình đó là chưa có hiểu vấn đề này hoặc là chưa có trải nghiệm thì quý vị hãy mau cài đặt cái phần mềm này rồi mình sẽ trải nghiệm thì mình sẽ thấy đó là cái hay của nó. Bây giờ mình xin thân chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo nhé. Bye bye.